yêu xinh đẹp à. hôm nay em giới thiệu với các chị yêu xinh đẹp một cái bộ kem sản phẩm rich skin các chị nhá cái bộ sản phẩm này làm dưỡng da cho cho chủ phụ nữ rất là tốt và nam giới cũng có thể dùng được các chị nhá. Tại vì nó ngăn ngừa mụn này, à làm mờ nám, mờ vết thâm cho các chị. Nốt chân chim, đồi mồi đều là có thể như làm mờ hết được cho các chị nhá. Khi mà mình đặt hàng thế ạ, à, nhanh tay để ngay số điện thoại bên dưới cho em, có số điện thoại là em sẽ lên đơn hàng nhá. Hôm nay em tri ân các chị với giá là mua một tặng một và ngoài ra mình được miễn phí giao hàng toàn quốc cho em với giá là 299.000đ. Mình mua một chai serum mình được tặng thêm một cái chai sữa rửa mặt này các chị nhá. Cái chai sữa rửa mặt này, này các chị có thể ấn như thế này là nó sủi bọt lên các chị nhá, là mình sẽ rửa mặt rất là đơn giản và như là mình có một công cụ massage luôn da mặt của mình, căng cơ mặt, mà mờ nám, mờ vết thâm cho các chị, hút sâu dưới đáy lỗ chân lông của mình những cái bã nhờn, những cái bụi bẩn ở dưới rất là tốt các chị nhá. Và những cái chị nào mà hay trang điểm, hay make up này dùng rất là ok luôn các chị nhá. Với giá 299 000 Mình mua một chai serum mình được tặng thêm một chai uh, chai sữa rửa mặt các chị nhá. Đó, nên là nhanh tay để ngay số điện thoại bên dưới cho em các chị nhá cái số cái bộ sản phẩm này đang cực kỳ là hot trên thị trường luôn và các chị dùng đạt hiệu quả cực kỳ là cao luôn, làm căng bóng da mặt cho các chị này làm da mặt của mình trắng sáng mịn màng hơn các chị nhá. Cứ để ngay số điện thoại bên dưới cho em 299 000 thôi ạ. À. Mình mua một chai serum mình được tặng thêm một chai sữa rửa mặt các chị nhá với giá 299 000 và em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các chị luôn. Đặt hàng cứ để lại số điện thoại bên dưới cho em nhá, là em sẽ lên đơn hàng thành công luôn cho các chị ạ. À mình có thể để cái bộ sản phẩm này cho em làm một bộ dích cũng được nhá hoặc là mình skin đó rất là dễ dàng thôi đúng không chị cái bộ sản phẩm này dùng rất là dễ dàng mà hiệu quả rất là cao các chị nhá với giá 299 000 mình mua được luôn một cặp các chị nhá một chai serum và được luôn một chai sữa dưỡng mặt này mình có thể sử dụng cho em từ 4 đến 5 tháng luôn cái bộ sản phẩm này là dùng nó rất là được lâu các chị ạ đấy cái chai serum này nó bôi lên nó có thể như là ngăn ngừa mụn cho mình này, chị nám tàn nhang này, làm mờ vết thâm cho các chị này, đồi mồi nốt chân chim, xe khít lỗ chân lông cho bọn mình cực kỳ là tốt luôn. đấy những cái chị nào mà hay trang điểm hay là hay đi ngoài đường đấy ạ, thì mình dùng cái bộ sản phẩm này khi mà mình đi bụi bẩn về mình à, rửa sửa rửa mặt này thay sửa rửa mặt bình thường các chị. một ngày mình dùng cho em à, một hai lần gì đó, đó buổi sáng một lần và buổi tối một lần trước khi đi ngủ. Mà serum cũng thế các chị nhá, mình bôi cho em buổi sáng một lần và buổi tối một lần. đó, cái bộ sản phẩm này các chị. À, đang có chương trình yêu đãi với giá là mua một tặng một 299.000 đồng à, và miễn phí giao hàng toàn quốc cho các chị luôn. Đặt hàng thì nhanh tay để ngay số điện thoại bên dưới cho em.